Theo trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 20 tháng 5, thế giới ghi nhận có gần 5 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 324.000 người tử vong và gần 2 triệu người đã được điều trị khỏi bệnh. Ngày 19 tháng 5, phía Nga lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì không hài lòng với cách tổ chức này phản ứng với đại dịch COVID-19. Hãng tin Interfax dẫn lời, vâng, đúng là có những cơ hội để cải thiện đó và chúng tôi luôn sẵn sàng như trước giờ giữ một vai trò tích cực trong việc này. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc phá vỡ mọi thứ vì mục tiêu chính trị hay địa chính trị của một nước. Ý tôi muốn nói đến Mỹ hay thậm chí một nhóm nước với sự lãnh đạo của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, chúng tôi phản đối chính trị hóa mọi thứ liên quan đến việc lây lan COVID-19. WHO không thể trở thành một quả bóng để bị đánh qua đánh lại. Ngày 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đến Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus một bức thư đe dọa cắt tiền hỗ trợ vĩnh viễn và rời khỏi tổ chức này nếu WHO không cải thiện trong vòng 30 ngày. Thời gian qua, ông Trump vẫn cáo buộc WHO kém cỏi trong lãnh đạo phản ứng toàn cầu với đại dịch và là bù nhìn của Trung Quốc. Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc che đậy khi dịch bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Tờ South China Morning Post ngày 19 tháng 5 cho hay, các thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhất trí thông qua nghị quyết điều tra độc lập về COVID-19. Dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu-EU đề xuất trong khuôn khổ kỳ Đại hội Y tế Thế giới lần thứ 73. Không quốc gia nào trong số 194 nước thành viên của WHO phản đối dự thảo nghị quyết này, kể cả Trung Quốc. Nội dung nghị quyết nêu ra yêu cầu cấp thiết của việc phải mở một cuộc đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện về phản ứng toàn cầu với đại dịch COVID-19, bao gồm một cuộc điều tra về các động thái có liên quan của WHO. Nghị quyết không nêu rõ về thời gian dự kiến diễn ra cuộc điều tra, nhưng Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 18 tháng 5 tuyên bố sẽ tổ chức vào thời điểm phù hợp và sớm nhất. Đại diện EU nhấn mạnh, nghị quyết sẽ là cơ hội để thế giới rút ra bài học chuẩn bị cho các nguy cơ với quy mô tương tự trong tương lai. Tờ The Miami Herald ngày 19 tháng 5 đưa tin, bà Rebecca John, một chuyên gia làm việc cho Sở Y tế bang Florida vừa bị sa thải mà lý do theo lời chuyên gia này nói là do không đồng ý sửa số liệu thống kê COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền bang. Cụ thể, bà John cho biết bà bị buộc phải sửa một số dữ liệu liên quan đến thời gian người nhiễm COVID-19 ở đây bắt đầu biểu lộ các triệu chứng. Trong tuyên bố chính thức về việc bị sa thải, chuyên gia này tỏ ý quan ngại về độ cởi mở và tính minh bạch của chính quyền bang Florida liên quan tới thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở đây. Trong khi đó, phát ngôn viên của thống đốc Ron DeSantis, bà Helen Aguilera khẳng định bà John bị sa thải vì vô kỷ luật. Bình luận về các diễn biến trên, thành viên nghị viện bang BRB, ông Joe Travi Rodriguez khẳng định cần mở cuộc điều tra chính thức vào quyết định của chính quyền Florida. Theo ông, vụ việc sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm khi chính quyền có thể yêu cầu sửa số liệu để phục vụ mục đích riêng. The Moscow Times đến sáng ngày 20 tháng 5 theo giờ Việt Nam ghi nhận Nga trong 24 giờ qua có thêm 9.263 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 299.941. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Nga có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000. Dù thế, Nga vẫn đang là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua cũng tăng 115 người, lên 2.837. Theo hãng tin Sputnik, Nga hiện là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất thế giới, chỉ vào khoảng 0,9%. Con số này ở Mỹ và Đức lần lượt là 5,9% và 4,5%. Bình luận về điều này, Bộ trưởng Y tế Nga Mykol Murasko mới đây khẳng định đây là thành quả của các biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả mà nước này trong suốt quá trình chống dịch.
Bên cạnh đó, nhà chức trách Nga đã tiến hành xét nghiệm trên diện rộng với hơn 150.000 lượt xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày. Đồng thời, người lao động Nga được nghỉ làm có lương suốt 45 ngày. Đáng chú ý, hãng tin TASS ngày 19 tháng 5 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh khôi phục quyền lãnh đạo chính phủ cho Thủ tướng Mikhail Mishustin sau khi ông điều trị thành công COVID-19 từ khi lây nhiễm hôm 30 tháng 4. Nhà lãnh đạo này cũng được cho là đã trở lại làm việc vào cùng ngày. Thời gian ông Mishustin vắng mặt, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov được tạm thời trao quyền điều hành chính phủ. Tờ The Japan Times đưa tin chính phủ Nhật ngày 19 tháng 5 vừa công bố chương trình hỗ trợ tài chính cho các sinh viên không có khả năng đóng học phí vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, các sinh viên thuộc diện này tại khoảng 430.000 trường cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật dạy nghề và trường dạy tiếng Nhật trên khắp Nhật sẽ được hỗ trợ tiền mặt lên đến 1.900 USD một người. Được biết, Tokyo sẽ dành khoảng 491 triệu USD cho chương trình nói trên. Cả sinh viên bản xứ lẫn du học sinh đều có quyền nộp đơn xin trợ cấp. Bộ trưởng Giáo dục Nhật Koichi Hasuda cho hay, điều quan trọng là sinh viên không bỏ lỡ chuyện học hành và có thể tiếp tục đi học lại. Chúng tôi muốn nhanh chóng hỗ trợ tất cả. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.